Chào các anh Đây là chiếc bật lửa Zoro Hồ Núi Được làm từ đồng thao nguyên khối Vâng, được khắc CNC rất là sâu Hôm nay thì em sẽ cho chiếc bật lửa Hồ Núi này Tắm trong cái bể cá này luôn nhá đó. Nhiều anh bảo với bên em là không phải là ngâm nước Bật lửa không tránh được nước Thì hôm nay em làm video này chứng tỏ cho anh thấy là Em ngâm hoàn toàn xuống nước và trong bể cá Cá thì em vẫn đang nuôi trong này luôn này Đấy, anh thấy không? Đó cá thì em nuôi có một con cá trọi thôi hôm làm cái video này để chứng tỏ với các anh là những điều em nói hoàn toàn là thật và em không có nói điều gì nhá đây như anh thấy nó hoàn toàn tránh nước luôn 100% tránh nước nhá chất liệu đồng thau nguyên khối cho nên là em cũng không cần quay bằng bao tay không sợ phai màu gì cả âm thanh cái thứ nhất là khi nhấm nhú xuống nước này âm thanh vẫn còn ok nhá đó cái thứ hai là lửa nên rất là nhạy tránh gió thì riêng những cái dòng mà thiết kế buồng đốt của Zippo như thế này thì nó tránh gió tuyệt đối rồi không phải lo no nắng gì cả mộc đáy sẽ được khắc cái thương hiệu Zoro của nó và thêm cái dòng chữ khác như cái bật lửa bình thường là long có nghĩa là dài đó chiếc dài này thì tối đa dự xăng của nó là lên tới 10 ngày các bác nhá 10 ngày lâu hơn chiếc bật lửa thông thường rất là nhiều bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại bên em đang bán với giá là 350.000 nhé